Tiền, một chàng trai ở Trung Quốc qua đời vì nồng độ lipid trong máu tăng cao. Theo Quỳnh Trang, theo tờ tin tức buổi tối Thẩm Dương, Trung Quốc, đăng tải, anh Vương, 30 tuổi, là một người chuyên livestream ăn uống với các món yêu thích như chân giò, thịt kho tàu, gà nướng, ngỗng quay và nhiều loại thực phẩm khác. Chính điều này là nguyên nhân khiến cân nặng của anh Vương tăng lên mất kiểm soát. Ảnh minh họa một điều càng đáng buồn hơn là hậu quả của việc ăn uống liên tục này không chỉ gây tăng cân mà còn mang đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Cách đây vài ngày, trước khi chuẩn bị phát sóng trực tiếp, anh Vương bất ngờ gặp phải các triệu chứng như tê tay, chóng mặt. Vợ của anh Vương đã nhanh chóng đưa chồng tới bệnh viện kiểm tra. Sau 7 ngày điều trị, anh Vương đã không qua khỏi. Vợ của anh Vương cho biết vào tối hôm đó, anh đang chuẩn bị phát sóng trực tiếp buổi livestream ăn uống của mình với món thịt kho tàu khổng lồ. Trước khi buổi phát sóng diễn ra, anh ấy đột nhiên cảm thấy đau mắt, tê tay và bảo tôi gọi cấp cứu. Sau khi đến bệnh viện, tình trạng của anh ấy càng nghiêm trọng hơn, đôi mắt mờ đi rồi dần hôn mê bất tỉnh, người vợ chia sẻ. Sau khi chụp CT đầu và các xét nghiệm khác, anh Vương được phát hiện bị xuất huyết não, tình hình rất nguy kịch. Huyết áp và lipid trong máu tăng cao. Chính điều này khiến anh Vương bất tỉnh và không thể qua khỏi. Ảnh minh họa, vì công việc kinh doanh không tốt, nhiều áp lực lớn trong cuộc sống đổ dồn nên anh Vương đã lựa chọn kiếm tiền bằng cách quay video ăn uống, múc bằng. Ngoài lý do trên, anh Vương còn là một người rất thích ăn thịt, hơn nữa ăn rất nhiều, có thể chỉ trong vòng 2 đến 3 phút hút đã ăn hết hơn nửa cân thịt chân giò hầm nhừ. Kể từ đó, chân giò, thịt kho tàu, gà nướng, ngỗng quay trở thành thực phẩm ăn uống hàng ngày của chàng trai này. Để thu hút người xem kênh chương trình của mình, anh Vương còn tăng dần lượng thức ăn trong khi livestream, trung bình 2 ngày sẽ livestream quay đồ ăn một lần. Không ít những múc bằng, vì muốn thu hút sự chú ý mà chấp nhận ăn những món khó nuốt như bạch tuộc sống, lẩu cay xè, ramen đựng trong chậu lớn hay ăn liền tù tì 50 cái hamburger không ngừng trong vài phút. Đây là những hành vi gây hại không nhỏ đối với sức khỏe. Đặc biệt, thói quen ăn quá nhiều thực phẩm dầu mỡ sẽ dễ làm lượng mỡ trong máu tăng cao, tăng lipid máu, từ đó có thể gây ra đột tử, nhồi máu não, thậm chí tử vong. Tăng lipid trong máu là tình trạng như thế nào? Tăng lipid máu là một thuật ngữ y học chỉ nồng độ chất béo, lipid, trong máu cao bất thường. Hai loại lipid có trong máu là triglyceride và cholesterol. Tình trạng tăng lipid máu thường xảy ra khi nồng độ cholesterol cơ thể vượt quá mức quy định. Mặc dù tình trạng cholesterol cao có thể do di truyền nhưng nó cũng thường là kết quả của một lối sống không lành mạnh. Thông thường, những người bị tăng lipid máu không có triệu chứng gì cụ thể. Bác sĩ có thể phát hiện tình trạng này qua các xét nghiệm máu thường xuyên hay qua những lần người bệnh vấn đề tim mạch như đau tim, đột quỵ. Tình trạng tăng lipid trong máu có thể mang đến những tác hại gì? 1. Gây đột tử. Mỡ trong máu, lipid máu cao sẽ khiến một phần lipid máu đọng lại trên thành mạch máu. Chúng sẽ tích tụ dần lại và đông lại thành mảng. Ở những người trưởng thành trẻ tuổi, những mảng bám này sẽ dễ bị cuốn trôi nếu máu chảy nhanh. Nếu cục máu đông xuất hiện trong động mạch vành, ngăn chặn lưu thông máu, nó sẽ gây nguy cơ thiếu máu cơ tim và gây đột tử. 2. Bệnh tim mạch vành. Tăng lipid máu là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh tim mạch vành. Tác động của nó đến người bệnh rất chậm nhưng lại toàn diện. Bình thường phải mất tầm 10 năm mới phát bệnh nhưng một khi phát bệnh lại rất khó cứu chữa. 3. Nhồi máu não. Lipid máu tăng cao bất thường là yếu tố tiềm ẩn gây sơ vữa động mạch, dẫn đến các bệnh về tim và mạch máu não, có thể gây ra nhồi máu não rất nguy hiểm. 4. Bệnh gan. Hàm lượng lipid máu cao sẽ làm tăng gánh nặng cho gan, theo thời gian còn ảnh hưởng đến chức năng gan. Chức năng gan suy giảm sẽ làm giảm chuyển hóa lipid, khiến một lượng lớn lipid máu lắng đọng trong tế bào gan. Từ đó hình thành nên bệnh gan nhiễm mỡ có thể kéo theo nhiều bệnh về gan nguy hiểm khác. 5. Viêm tụy. Nếu có quá nhiều triglyceride, một dạng chất béo trong cơ thể, tích tụ trong tuyến tụy, pancreatin trong tuyến tụy sẽ phá vỡ triglyceride thành một lượng lớn axit béo tự do, FFA. Điều đó dẫn đến tổn thương tuyến tụy, gây viêm tụy cấp. 6. Điếc. Tăng lipid máu có thể gây lắng đọng lipid ở tai và tăng oxy hóa lipid, gây tổn thương trực tiếp đến các tế bào trong tai, dẫn đến teo mạch máu và điếc tai. Chăm chỉ ăn kiêng và tập thể dục có thể làm giảm lipid trong máu. Những người bị mỡ máu cao tốt nhất nên chọn một lộ trình tập luyện thể dục, thể thao với cường độ nhỏ và lâu dài như chạy bộ, đi bộ nhanh hay bơi lội. Còn đối với chế độ ăn kiêng, có thể ăn một số loại thực phẩm lành mạnh như ngũ cốc, trái cây, rau quả, chú ý ăn uống đa dạng để cân bằng dinh dưỡng. Nếu bạn tự nấu ăn, ngoài việc ăn ít thịt, ít cá, mỗi lần nấu ăn cho ít dầu hơn cũng sẽ giúp bạn kiểm soát được lượng lipid đi vào máu. Source: nguồn: Healthline.
Medical News Today, Sohu. Ha ha ha, 问什么的说。